Mình đã tới nơi rồi nha. Đây là đỉnh của chùa Châu Hới. Và từ ở trên này mình sẽ nhìn xuống toàn thành phố Di An. Những cái ngôi nhà nhìn thấy nhỏ 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 không? Đây là xung quanh của chùa Châu Hới. Và đây là hai bức tượng bà Quan Âm rất lớn của chùa Châu Hới. Nay là ngày thường cho nên khách đi cũng vắng. Và đây là những chú khỉ trên chùa, nó đang đi tìm thức ăn. Cứ ai cúng gì là anh lợi anh lấy anh ăn hết. Đây là bầy khỉ, nó đang ăn xong rồi nó no rồi, nó đang nằm, nó nghỉ mát nha. Đông lắm, bầy khỉ này nhiều lắm, mấy trăm con lận. Ở trên cây này cũng có nữa nè. Bầy khỉ này rất đông nha. Và nay có khỉ con quá trời luôn. Người ta thấy vậy người ta giục chuối cho nó ăn. Đó. Mấy ảnh đang hả bò lại ăn á, chài lại ăn. Rồi ngày càng đông nha. Đây là có một cái con trơn khỉ này nó có tật, nó bị cục hết cái giò, còn có 3 giò thôi. Và anh thấy chuối anh cũng lợi anh ăn. Mình thấy tội không? Mình không biết nó bị cái gì nữa mà nó có tật cái giò, còn có 3 giò à. Thôi nha, xin chào anh em nha.